cơ bản là ổn hết rồi. Công nhận thiết kế kiểu này á, nhìn sang thật. Thì ra những vật dụng quê kiển mà biết đặt đúng chỗ thì không gian tự dưng sang mà phong cách hẳn nữa đó. Sư Phong, tôi thấy ông tiết kiệm lời khen gì vừa thôi chứ. Coi kìa, nhìn mặt của ông á, tôi biết là ông hài lòng lắm rồi. Chào mọi người. Wow, anh Sơn Phong hôm nay nhìn anh khác quá. Còn tôi, chút nữa là không nhận ra cô rồi đó. Bữa nay trông cô rất đẹp. Cảm ơn anh. Sao em mặc áo này? Ở trong phòng Maggie là em mặc áo dài mà. Em thấy áo dài không có được sang lắm. Với lại làm MC là bộ mặt của chương trình, phải làm sao cho nổi bật chứ chị. Chị biết là như vậy, nhưng mà mặc áo dài sẽ hợp với khung cảnh ở đây hơn. Nhưng mà em thấy anh Sơn Phong cũng thích bộ đồ này mà. Đúng không anh? Đúng rồi, cô mặc bộ này rất đẹp. Nhưng mà Dung Hòa nói cũng đúng đó. Alo, Sở Danh. Anh có làm được hay không vậy? Chị ta đang hí hai hí hở với tình địch của anh kìa. Mình còn thiếu ô tô micro phát biểu ở đây nha cô Dung Hòa. Dạ, anh yên tâm, tôi sẽ lo mà. Wow, công nhận nha, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp hết. Tôi cũng thích cô mặc áo dài. Cảm ơn anh. Chưa đâu, còn phải sửa lại tóc nữa. Chị sẽ tắt biếm cho em nha. Tắt biếm hả chị? Mái tóc này em làm cả buổi luôn đó. Chị biết là dân giả rồi, nhưng mà phải tắt biếm thì mới hợp với áo dài của em chứ. Mà tắt biếm có quê quá không? Thì phải quê mới hợp với khung cảnh ngày hôm nay. Nói đùa vậy thôi, chị có hẹn cho em người hóa trang rồi. Họ sẽ làm tóc cho em, họ đang đợi em ở bên trong đó. Vậy thì tốt quá. Thôi để em ra làm tóc rồi xem lại đường dây kịch bản nha chị. Chào anh. Anh Sơn Phong nè, đây là tờ giấy cho bài phát biểu của anh. Anh chỉ cần cầm nó và đọc lưu loát là được rồi. Cô chỉ là người lên kịch bản chương trình, đâu cần phải viết thoại cho tôi. Để cho buổi lễ không có gì xảy ra bất ngờ thì tôi nghĩ chuẩn bị vẫn tốt hơn. Xin lỗi, tôi không có thói quen cầm giấy phát biểu. Được thôi, nếu như anh tin vào khả năng học thuộc lòng của anh. Xin lỗi, tôi cũng không có khả năng học thuộc lòng. Tôi chỉ tin vào khả năng tự biên tự diễn của mình. Ok, nếu có sự cố xảy ra trong bài diễn thuyết của anh thì không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ bổ sung điều này trong phụ lục hợp đồng. Chị